Alo alo, anh em chơi game Free Fire chưa có kim cương để làm quay skin súng và các sự kiện khác của game Free Fire thì hãy ghé ngay vuongbananh.com, shop Free Fire giá rẻ, uy tín duy nhất và chính chủ của mình nha anh em. Hiện tại shop đang có nhiều event và vòng quay vô cùng hấp dẫn với tỷ lệ trúng kim cương cực kỳ cao. Nhanh tay ghé vuongbananh.com để nhận nhiều quà tặng hấp dẫn. Link shop mình có để trong phần mô tả và đặt trong video nha. Hi, hello, xin chào các bạn, mời đã quay trở lại với video của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip rất là đặc biệt luôn mọi người ạ. Một clip mà chưa bao giờ xuất hiện trên kênh của mình luôn. Đây là một cái content khá là mới lạ trên kênh của mình và mình vừa mới nghĩ ra buổi trưa nay thôi mọi người ạ. Mình hỏi tại sao mình vừa mới nghĩ ra cái content này thì sao mình không thực hiện luôn nhỉ? Đấy, thì cái content này của mình đó chính là trở về tuổi thơ nha mọi người. Đấy. Hồi trưa mình có nghĩ là tại sao mình không làm một cái chủ đề gì mới lạ, thay vì đá bóng này với cả làm nấu ăn, đồ ăn, tại sao mình không quay một cái gì về nó mới lạ một chút nhỉ, trở về tuổi thơ một chút nhỉ mọi người. Đấy, nên là hôm nay chúng đã quyết định quay một cái video, đó chính là mua một số những cái đồ chơi hồi xưa mà mình hay chơi mọi người ạ. Và trong đó thì mình có nhớ đến một cái mà làm cho mình gọi là điểm nhấn nhất đi, hoặc là một là điểm nhấn này, hai là mình thấy cái lúc đấy là những cái bạn bè của mình chơi khá là nhiều luôn mọi người ạ. Đó chính là cái con quay. Không biết các bạn nào đang xem video của mình còn chơi con quay đâu mọi người ạ. Mình chơi con quay nó hồi khoảng từ lớp 5 mọi người ạ. Lớp 5 đến lớp 6 ấy thì lớp 2, lớp 3, lớp 4 cũng chơi nha mọi người. Đấy, xong rồi còn độ ấy các thứ nữa. Nói chung mà đợt đấy thì toàn lớp mình này mang con quay sang đấu với lớp khác thôi mọi người ạ. Đấy, đợt đấy mình cả béo con quay còn mấy cái lưỡi luôn đấy. Không biết bây giờ nó còn có nữa mọi người ạ. Bây giờ thì theo chân mình đi vào trong tiệm đồ chơi đi để mua xem có lắm nha mọi người nha. Let's go, về trải nghiệm lại thôi. Trở về tuổi thơ thôi các bạn ơi. Ok mọi người, đầu ngõ nhà mình nó chặn rồi này mọi người này. Đấy, nó chặn rồi nhưng mà mình sẽ phải xin bạn là cháu đi mua cái này nhá, các bác cái chó ấy. Đấy mọi người, vậy là bọn mình đã qua được cái chốt của đỏ nhà mình rồi. Trên này thì còn bị cấm này mọi người à. Đấy, chỗ mình bị cấm rất là nhiều luôn nhưng mà mình có thể đi được, nhưng mà phải xin nha mọi người. Nhưng mà để đi gần nữa thứ thôi, nếu mà đi xa là sẽ không đi được nha. Đấy, phải đi vào quay mọi người ạ. Ok mọi người, bây giờ mình đang đến cái quán này rồi. Cái quán này thì hôm sáng nay mình vừa mua sách vở đâu mọi người ạ. Đấy, nên là cô vẫn bán nên mình vào hỏi xem cô có bán không nhá. Chui gì chui. Cô cho nó hỏi là cô có bán con quay mà đồ chơi của trẻ con hồi cái 1 không cô? Đúng không? Đúng không vậy? Cái con quay này có phải cái con rút đúng không cô? Để cho xem cái nhá. Tại vì lâu lắm cũng không dừng rồi đây này. Đấy, như đúng không nhỉ? Cô còn lỗ một con này à? Không, cô lấy cái màu nào bên lại. Thì đéo như vậy. Tại vì sáng nay cháu mua sách nhà cô này, cháu thấy cháu vào hỏi xem may cũng có. À đây, đây là mọi người. Đây thì có rất là nhiều luôn này. Thì béo chọn một con đi, anh em sẽ về đấu nhau. Ôi, ở đây thì có rất là nhiều luôn, không biết bạn nào mà có là fan của cái này không nhỉ? Thì béo quay đây xem nào. Đấy, không biết có bạn nào là fan của cái những cái này không? Ở đây thì có rất là nhiều những đồ chơi khác luôn mọi người, thì mình quay một lượt cho các bạn xem. Con trai con gái đều có hết. Đấy, hôm nay thì mình sẽ được là tập đầu tiên là mình chỉ làm về con quay nhá. Các bạn nào có ý tưởng hay gặp lại con comment ở phía dưới để mình làm. Ok, bây giờ mình cả Hiếu Béo sẽ phải chọn một con rồi đi về thôi. Let's go. Ok mọi người, vậy là bọn mình và Hiếu Béo đã quay trở lại rồi. Thì trên tay mình là cái con đây. Nãy thì ở ngoài tiệm thì cô ấy bảo là mình mở ra mình test luôn mọi người ạ. Thì mình đã lắp sẵn một chút rồi. Mình loay hoay một lúc lắp khoảng 15-20 phút mới lắp được mọi người ạ. Đây thì nó ra một con quay này. Không biết các bạn đang xem video thì mình lắp đúng hay lắp sai đó mọi người ạ. Mình xem cái từ hướng dẫn thì thấy nó bảo là phải có cái màu vàng vàng này ở đây nữa này. Nhưng mà để mình nghiên cứu xem mà. Thì béo thì vẫn chưa lắp luôn. Ok, đợi thì béo lắp xem mồi không, hai bọn mình đấu với nhau luôn mọi người ạ. Đấy, không biết các bạn nào mà hiện tại còn đang còn cái con quay để chơi không. Đấy, để bọn mình nghiên cứu lại cái này. Để mình sẽ ngồi nghiên cứu lại cái này một chút xong rồi lắp xem nó lắp vào như nào mọi người ạ. Tại vì hồi xưa mình cũng chơi cái này suốt ấy. Hồi xưa mình có ở cái tay cầm đúng không mọi người ạ. Xong rồi có cái hộp bàn để đấu ấy. Rồi cũng nghĩ lại thấy vui đúng không? Đúng rồi. Nhớ ngày trước chơi. Ừ, chuẩn luôn. Cả danh. Ừ, đúng rồi. Nói chung là rất là nhiều những cái người bạn của mình mà hồi bé mình hay chơi luôn mọi người ạ. Trước hồi xưa bọn mình còn chơi ai thua là mất luôn cái quay cơ mọi người ạ. Kiểu chơi đấu ăn quay ấy. Ai thua là mất luôn ấy. Chơi trên lớp. Ơ sao cái này nó khó nhỉ? Hình như cái này không vít này không vào được không ạ? Đây, đây hình như cái này không vào. Ơ, vào được mà. Vào được này. Sao thế nhỉ mọi người nhỉ? Ok mọi người, sau khoảng 5 phút thì mình cả thịt béo đã lắp xong rồi, nhưng mà nhìn nó hơi bị không được chắc chắn nó lắm mọi người ạ. Đây thử quay cho mọi người xem một phát luôn nha. Thịt béo 1, 2 ạ. Có nhẹ ơi, có nhẹ ơi. Đấy đấy. Ây à, không biết mọi người có nhìn thấy không? Từ để đặt cái thẳng này đi, đúng không? Đấy, bây giờ anh em mình quay nhẹ nhá. Quay nhẹ cho các bạn nhìn một phát. Đấy các bạn ạ. Đấy, 2 con quay đã xong rồi. 1, 2 ạ. Đấy. Còn gầy gầy nữa mọi người ạ. Rất là vui luôn. Ok thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem một cái trận chiến của mình với cả ôi từ từ. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem một cái trận chiến của mình giữa hiệp béo ở trong một cái hộp nhá. Bây giờ thì hai thằng cùng giật con quay vào trong cái hộp. Thằng nào đai trước thì thằng ấy thua mọi người ạ. Ok let's go. Ok mọi người, bây giờ thì mình với cả hiệp béo sẽ đấu với nhau nhá. Mình vẫn là con 1 tím này, hiệp béo vẫn là con 1 trắng. Và bọn mình sẽ đấu 3 trận. Okay. Ai thua thì sẽ phải bị sai khiến của người còn lại. À, ai thắng thì sẽ được sai khiến người thua. Ok không? 1, 2, 3. Ôi chết rồi, con này lỗi rồi. Không sao mọi người ạ. Nào, xem ai thắng ơi. Ôi chết rồi, con của mình lao trọng rồi các bạn ơi. Ôi con của béo cũng khỏe quá. Ôi, chết rồi, pha này xuất lỗi rồi. Không sao, cố hết. Cố nào con 1 tím của anh sẽ đặt tên của em là Tím Mộng Mơ. Ôi chết rồi, tình hình của mình dễ thua các bạn ạ. Tại vì mình xuất hơi yếu một chút. Không sao, thì đây là 50-50. Ai sẽ là người ngã trước đây? Ôi trời ơi mọi người, vậy là con của Duy Trung là người thua cuộc ở trận đầu tiên rồi. Không sao, trận này làm lại à. Trận trước là mình xuất lỗi thôi các bạn ạ. Trận này làm lại. 1, 2 các bạn. Đấy, trận này căng này. Ai là người chiến thắng ơi? Trận này thì mình đã giao lỗi rồi mọi người ạ. Đánh nhau vẫn đang rất là căng thẳng luôn. Ôi đánh nhau ghê quá các bạn ơi. Ai là sẽ là người chiến thắng đây? Ai đây? Ai nào? Hiếu Béo đặt tên cho con của ông là gì? Tím Mộng Mơ cố lên. Cái gì? Ông đặt tên là gì hả Béo? Màu trắng. Tím Mộng Mơ cố lên. Cố lên. Đừng. Yes. Một điều đó này. Và bây giờ là trận cuối cùng này. Trận cuối cùng này thì ai thua thì sẽ phải bị người còn lại sẽ khiến nhá. Ok. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với trận chung kết của chúng tôi. Và trận chung kết này thì tôi sẽ ra quân với con vẫn là 1 tím. Thì Béo vẫn là 1 xanh. Trận chung kết con quay hàng cũ. Ok. Đại vô địch thế giới. Và ai thua thì sẽ phải bị sa khiến. 2 người Việt Nam. 1, 2 bạn. Ai thua sẽ bị sa khiến nhá. Trận chung kết này ai sẽ là người chiến thắng đây? Ai sẽ là người nâng cúp vô địch? Ai nào? Ai sẽ là người nâng cúp vô địch nào? Ôi chết rồi, con của tôi bị yếu rồi. Chết rồi các bạn ơi. Chết rồi con của tôi bị yếu rồi các bạn ơi. Ai đây? Ai sẽ là người giành huy chương vàng? Ai sẽ là người giành huy chương bạc đây? Ai người là ai? Ôi, ta là những con người cổ nhất thế giới. Chết rồi. Ai sẽ là người tụ cổ đây? Ai đây? Căng quá các bạn ơi. Ui, mình vẫn chưa biết ai sẽ là người tụ cổ. Ui. Chúc mừng Hiếu Béo là người tặng cúp. Ok, phần thưởng thôi em. Ok, bây giờ thì sẽ đẳng cấp treo giải nhá. Ok, đẳng cấp treo giải. Ôi trời. Xin chúc mừng Hiếu Béo là nhà vô địch của ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ phải trao huy chương cho Hiếu Béo. Đấy, huy chương mà bọn mình để lên mọi người ạ. Sẽ trao huy chương cho Hiếu Béo. Bây giờ Hiếu Béo trao huy chương cho tôi ạ. Sẽ trao huy chương cho Duy Trung. Mình về giải nhì các bạn. Về giải nhì nhưng mà vẫn bị phạt. Đây. Buồn quá các bạn ạ. Gắn Championship vào đây rồi. Ok. Và mình bị phạt thì cũng vẫn hay bị phạt thôi. Còn các bạn nào mà có ý tưởng hay về những cái đồ chơi mà hồi xưa này, theo bọn mình thì hồi xưa có các bạn nhỏ nào mà đang có những cái trò chơi hay thì cứ comment ở phía dưới để bọn mình thực hiện nhá. Và bây giờ thì tôi sẽ chấp nhận hình phạt của Hiếu Béo. Hình phạt của Hiếu Béo là gì nhỉ? Từ từ, cắn đi xem nó real không? Real. Limited luôn các bạn ơi, limited. Đấy, ok bây giờ thì hình phạt của Hiếu Béo là gì ạ? Tôi nghĩ là sẽ cho ông chạy tập thể dục. Chạy tập thể dục nhưng mà bây giờ dịch mà sao chạy được? Chạy ra ngoài một vòng quanh xóm rồi không đi ra ngoài. Anh em nhìn. Ok thì bây giờ ngồi đây là tôi, ông Béo ngồi đây đi xem nào. Đã thử ngồi đây. Bên tôi to gần ngang Béo rồi các bạn ạ. Đấy, ok thì Béo cho tôi một cái hình phạt là chạy một vòng quanh xóm. thì cái bạn này cũng khá là hay đấy mọi người ạ. Ok thì chấp nhận thử thách của Béo ơi. Ok rồi. Xóa nhà mình nhá, bây giờ mình sẽ chạy từ đây ra đầu bên kia và quay lại thì Béo đứng đây nhá. Ok, bắt đầu. Không một người dân nào bị bỏ lại. Mình chung với chạy. Công an quận Hoàng Mai xin thông báo đến toàn thể nhân dân biết và liên hệ với công an Hoàng Mai qua số điện thoại 0243 6332 444. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 6332. A few moments later. Ok, và bây giờ Duy Trung đã vòng một vòng nhé. Nó đang chạy ra kia kìa anh em kìa. Bây giờ khuất hết. Ok, ông cũng chạy đằng sau anh em. Mình vừa phải cắt một đoạn vì là chè quá anh em. Đây ơi, đây, chạy lên đây mới đủ này. Đấy. Ok. Đấy quá các bạn ơi. Chạy từ đầu kia. Khá là mệt. Ok, mình vừa phải cắt một đoạn vì chè quá anh em. Người ta chè hết rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nhá. Các bạn hãy cho mình một like, một share, một subscribe kênh các bạn nào có ý tưởng về những cái đồ chơi trẻ con thì có thể comment ở phía dưới để mình cả người mua nhá. Mấy đó không nói được các bạn ạ. Chạy tiếp đi, thể dục đi.